Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách khôi phục dữ liệu khi mọi người xóa nhầm file trên USB, thẻ nhớ hay là trên máy tính của các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn, giới thiệu cho các bạn một cái phần mềm để khôi phục và hướng dẫn các bạn sử dụng luôn. Thì đây nó là phần mềm Recover IT. Phần mềm này là một phần mềm rất chi là hay và chất lượng. Đấy, thì đây nó là giao diện của phần mềm này. Đấy, cách download phần mềm, link tải phần mềm sẽ để ở dưới phần mô tả video, mọi người để ý nhé. Đấy, thì đây nó là cái phần mềm của mọi người cần. Đây là cái shortcut phần mềm này. Khi mọi người cài đặt xong thì mọi người có thể mở cái phần mềm ra. Đây là giao diện của phần mềm. Đấy. Thì ở đây giao diện phần mềm này thì nó chỉ có 5 cái mọi người chú ý hỗ giúp mình. Đó là cái thứ nhất là delete file recovery, có nghĩa là xóa, khôi phục lại những file các bạn xóa nhầm ở trên ổ cứng. Cái thứ hai là xóa, khôi phục các file xóa nhầm xóa ở trong thùng rác. Cái thứ ba là khôi phục các file mà các bạn khi các bạn format ổ cứng. Cái thứ tư nó là các bạn khôi phục các file ở phân vùng bị hỏng. Cái thứ năm đó là khôi phục các file ở trên USB thẻ nhớ. Thì các bạn chỉ cần để ý hộ mình đó là các những cái này là chọn, các bạn chọn cho nó chuẩn thì đến lúc nó sẽ tìm, nó sẽ hiệu quả hơn và nó nhanh chóng hơn. Ví dụ như các bạn xóa nhầm một file nào trong ổ cứng thì các bạn nên chọn đó là delete file recover. Các bạn ví dụ các bạn làm sạch thùng rác mà các bạn muốn lấy lại từ thùng recover, từ thùng rác ấy, thì các bạn chọn cái thứ hai. Đấy. Nếu các bạn format nhầm ổ cứng của các bạn thì các bạn nên chọn format từ hard disk thì nó sẽ chuẩn và nhanh hơn. Đấy. Còn ví dụ như các bạn có một dữ liệu nào đấy trong USB mà các bạn xóa nhầm trong USB, các bạn muốn khôi phục lại thì các bạn phải chọn phần USB recover này. Đấy. Thì như bây giờ mình sẽ ví dụ cho các bạn xem. Đây là một cái USB của mình. Đấy, thì đây trong USB của mình đang có file ok.doc. Đây mình sẽ mở thử cho các bạn xem. Đấy. Đây nó là một cái phiếu giữ xe. Bây giờ mình sẽ thử bằng cách ship delete. Ship delete. Yes. Mình sẽ xóa thử và mình khôi phục cho các bạn xem. Đấy, để mình sẽ kiểm tra trong thùng rác để đảm bảo nó không còn. Đấy, đây các bạn thấy. Kiểm tra lại trong USB. Không hề có. Ok. Bây giờ mình sẽ khôi phục lại cái file đấy bằng cách vì đấy là USB, mình sẽ chọn vào phần khôi phục bằng USB. Sau đó ở đây chỉ các bạn ấn next, thì ở đây nó chỉ giới thiệu là nó sẽ hỗ trợ USB flash driver này, camera này, thẻ nhớ SD, thẻ nhớ đủ các loại cả. Đấy, nói chung các bạn này chọn ấn next. Ở đây nhá, nếu các bạn có nhiều USB thì các bạn phải chọn đúng cái USB mà các bạn cần khôi phục, tránh khôi phục nhầm. Sau đó phần này các bạn ấn start. Rồi ở đây thì các bạn đợi thôi. Nhanh hay là chậm thì nó dựa vào cái độ lớn dung lượng của cái thiết bị của các bạn. Đấy, thường đây nó ghi là dung lượng ước tính của nó là 5 phút nhưng mà khả năng là không đến đâu. Đấy. Ok, nhưng bây giờ mình phải đợi thôi. Ok, sau khi 5 phút xong thì phần mềm đã scan xong. Thì sau khi scan xong phần mềm nó sẽ báo scan complete, các bạn ấn ok. Đấy, như các bạn đã nhìn thấy, đây nó có file ok.doc, cái file mà mình vừa xóa đi ấy. Thì bây giờ các bạn nếu muốn xóa, nếu muốn các bạn khôi phục file nào thì các bạn sẽ chọn file đấy. Vì USB của mình chỉ có một file bị xóa cho nên sẽ chỉ thấy có một file thôi. Nhưng nếu USB của các bạn có nhiều file thì các bạn phải để ý chọn đúng file các bạn cần khôi phục. Các bạn chỉ cần chọn cái file cần khôi phục và các bạn chọn recover. Các bạn nên chú ý là tuyệt đối không được khôi phục cái file đấy về vào cái USB đấy nhá. Khi các bạn khôi phục một cái file nào đấy thì các bạn phải khôi phục, khi các bạn recover, các bạn phải recover sang cái ổ cứng khác. Chứ các bạn ví dụ như các bạn đang để dữ liệu ổ D, các bạn khi các bạn khôi phục được rồi thì các bạn phải new nó sang ổ E, ổ F, miễn là không phải ổ D là được. Nó tránh trường hợp bị đè lên nhau và làm lỗi dữ liệu. Đấy. Thì đây sau khi mình khôi phục xong, mình sẽ chọn new nó vào ổ C và mình ấn recover. Đấy. Sau khi recover xong nó sẽ hiện ra thư mục chứa cái file luôn, thì các bạn mở ra và bây giờ mình sẽ check thử xem cái file nó có ok không. Ok, file của mình toàn vẹn 100%, không lỗi một cái gì.
Ok, thì đây là mình hướng dẫn các bạn một cái mẹo nhỏ về cái cách một cái ứng dụng rất hay mà mình vừa mới thử nghiệm và mình làm rất nhiều để khôi phục dữ liệu cho khách bằng cái phần mềm này. Đấy, thì nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like và một chia sẻ video. Đấy, mọi comment thắc mắc của các bạn sẽ được mình trả lời 100%. Các bạn nào có thắc mắc cứ comment ở dưới video, mình sẽ trả lời. Đấy, cảm ơn các bạn đã xem video và nhớ like và nhấn đăng ký kênh cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại.